Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Nông thôn Chuyển động được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC16. Ngày hôm nay, bên cạnh những thông tin về tình hình an ninh trật tự xã hội, những thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 thì khách mời của chúng tôi ngày hôm nay là cố vấn cấp cao của Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh COVID-19, Tiến sĩ Trần Đắc Phu sẽ chia sẻ về câu chuyện là làm thế nào để chúng ta có thể là tiêm phòng cho trẻ nhỏ để trẻ có thể quay trở lại trường học. Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng ghé thăm một khu rừng có một tên gọi vô cùng đặc biệt ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Còn bây giờ, như thường lệ, mở đầu sẽ là những thông tin có trong mục Chuyển động quanh ta. Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây tại phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cháy nhà kho hải sản. Đám cháy đã khiến cho hai chiếc ô tô tải, hai xe máy cùng nhiều tài sản bên trong kho xưởng chứa hải sản đã bị thiêu rụi. Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường này. Theo thông tin ban đầu ghi nhận tại kho xưởng chứa hải sản trên đường Hà Quy Giáp, người dân đã bất ngờ phát hiện một đám cháy lớn. Lúc này đây, người dân cùng với nhân viên trong kho dùng bình chữa cháy dập lửa thế nhưng bất thành. Đám cháy sau đó đã bùng phát dữ dội, khói đen bốc lên cao nghi ngút. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã cùng với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an quận 12, công an quận Gò Vấp quy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Gần một giờ sau, đám cháy được dập tắt và theo ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy đã làm gần như toàn bộ tài sản bên trong kho nhà chứa đã bị thiêu rụi, nhà kho bị đổ sập. Tại lối vào, hai xe tải cùng hai xe máy lửa cháy còn trơ khung sắt. Vụ cháy cũng làm một số nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Một thông tin khác cũng đang nhận được rất nhiều sự chú ý trong những ngày qua, đó là vụ việc liên quan đến đơn tố cáo của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Mới đây thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có giấy mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc liên quan tới đơn của bà yêu cầu xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông Quỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên cùng ngày, theo một nguồn tin khác, bà Hằng thông tin vì không khỏe từ trước nên hẹn lại vào ngày 21 tháng 10 sẽ lên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để tiếp tục làm việc. Trước đó, vào cuối tháng 8 năm 2021, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo vừa chuyển đơn bà Hằng tố cáo ông Quỳnh Minh Hưng, quận 10 đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC01, cơ quan Công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Bà Hằng gửi đơn đến phòng PC02 tố cáo ông Quỳnh Minh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân nhận tiền từ thiện của nhà hảo tâm. Theo đơn, trong quá trình kêu gọi tiếp nhận tiền từ thiện, ông Hưng không tự minh bạch, không công khai, công bố rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các nhà hảo tâm được biết. Sau khi xem xét, phòng PC02 đã chuyển đơn đến phòng PC01 để mở rộng điều tra xử lý. Được biết, hiện phòng PC01 cũng đang thụ lý nhiều đơn tố cáo của các cá nhân, nghệ sĩ, luật sư, tố cáo bà Hằng về hành vi vu khống làm nhục người khác, cũng như đơn của bà Hằng, một số nhà hảo tâm tố một số nghệ sĩ có hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện. Chuyển sang những nội dung đáng quan tâm khác, lợi dụng chức vụ quyền hạn để ăn chặn tiền hỗ trợ của người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khai Sơn và cán bộ địa chính nông nghiệp xã này đã bị bắt tạm giam 3 tháng. Ngay khi phát hiện sự việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Anh Sơn, Nghệ An đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ những sai phạm có liên quan đến việc chi trả hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Anh Sơn đã quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh sinh năm 1981, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khai Sơn và bà Phan Thị Quài là cán bộ địa chính nông nghiệp xã Khai Sơn vì nghi ăn chặn tiền cứu trợ thiên tai cho người dân. Bà Ánh bị khởi tố để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, còn bà Quài bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, một cán bộ thôn ở xã này cũng đã bị triệu tập để điều tra về hành vi có liên quan đến vụ việc chi trả sai tiền cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác bà Ánh cùng bà Quài để phục vụ công tác điều tra. Theo hồ sơ vụ việc, giữa năm 2020, xã Khai Sơn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Trong tờ trình, Ủy ban Nhân dân xã Khai Sơn đề nghị hỗ trợ gần 1 tỷ đồng để khắc phục thiên tai. Tuy nhiên, việc triển khai và thực hiện chủ trương trên của Ủy ban Nhân dân xã Khai Sơn đã không được thực hiện theo đúng quy định từ công tác lập hồ sơ, trình tự thủ tục hỗ trợ và đặc biệt là trong quá trình chi trả, đã tự ý điều chuyển cắt giảm tiền mà nhà nước hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại. Thưa quý vị, sau hơn 50 năm đưa vào khai thác, cầu Xóm Bóng ở trung tâm thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hiện đã xuống cấp cần tháo dỡ để xây mới vào cuối năm nay. Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa, tỉnh này đã giao Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang và các đơn vị có liên quan chuẩn bị mặt bằng cho đơn thi công, làm bãi đúc dầm, trạm trộn bê tông cũng như ngưng hoạt động cầu Xóm Bóng để tiến hành phá bỏ và xây cầu mới. Cầu Xóm Bóng được xây dựng từ những năm 1968, rộng 11m, dài 310m, có 15 nhịp. Công trình bắc qua sông Cái nằm ở trung tâm thành phố gần tháp bà Bunaga, di tích nổi tiếng thu hút du khách khi đến Nha Trang. Sau hơn 50 năm hoạt động đến nay, cầu bị xuống cấp không đảm bảo được an toàn. Theo thiết kế, cầu mới dài gần 330m, rộng 19m, với 4 làn xe cách cầu cũ 6m về phía hạ lưu sông Cái.
Dự kiến được khởi công vào quý tư của năm nay, dự án được phê duyệt năm 2017 do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, giao cho Ban Quản lý Dự án 2 thực hiện. Công trình có vốn đầu tư hơn 250 tỷ đồng từ nguồn vay ưu đãi của chính phủ Hàn Quốc. Dự án khi hoàn thành giúp kết nối giao thông, giảm ùn tắc vào giờ cao điểm, đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng đô thị của thành phố. Thưa quý vị, sau hơn 165 ngày không được đến trường, từ ngày hôm qua hơn 240 học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh đã được quay trở lại với lớp học của mình kể từ ngày 10 tháng 5. Đó là các học sinh khối 1, 2, 6, 9, 12 của trường Tiểu học Thạnh An và Trung học cơ sở Trung học phổ thông Thạnh An, huyện Cần Giờ. Trở lại với lớp học, thầy cô dù chỉ nhìn nhau qua ánh mắt, nhưng chắc chắn phía sau lớp khẩu trang ấy là nụ cười vui sướng của các em khi được cấp sách đến trường sau một thời gian dài ở nhà. Được biết, đề xuất cho học sinh hai trường học này đi học trực tiếp được đưa ra từ cuối tháng 9, sau khi dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và trở thành vùng xanh đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Huyện Cần Giờ đề xuất mở cửa trường từ ngày 4 tháng 10, tuy nhiên đề xuất này sau đó tiếp tục được lùi lại đến ngày 11 tháng 10. Trước đó, Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã họp bàn chấp thuận cho học sinh Cần Giờ học trực tiếp, đồng thời đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tiếp tục phối hợp để hỗ trợ huyện cũng như hai trường hoàn thiện phương án đón học sinh trở lại. Tất cả 67 giáo viên ở Cần Giờ trở lại trường vào ngày hôm qua đều đã được tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Tất cả học sinh đã xét nghiệm real-time PCR cũng như test nhanh COVID-19 có kết quả âm tính. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch đảm bảo công tác phòng chống COVID-19, sẵn sàng ứng phó khi có phát sinh ca bệnh theo phương án đã được ngành y tế hướng dẫn và thẩm định. Vâng, thưa quý vị, bên cạnh niềm vui của những trường công lập khi được đón học sinh quay trở lại thì còn đó những khó khăn của các trường tư thục sau thời gian dài phải nghỉ do dịch. Mới đây, gần 100 hệ thống trường mầm non tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đứng đơn gửi lên kiến nghị cùng chính phủ về chính sách hỗ trợ đặc biệt về ảnh hưởng của COVID-19. Nhiều cơ sở đã có thư ký tên điện tử gửi lên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19. Trong thư này, các trường thông tin đến Thủ tướng Chính phủ, vào thời điểm này các doanh nghiệp trong ngành giáo dục mầm non đang ở bối cảnh vô cùng khó khăn do dịch bệnh. Đây là một trong những lĩnh vực đầu tiên ngưng hoạt động vì dịch bệnh nhưng đến nay vẫn chưa được phép hoạt động trở lại. Cụ thể, trong năm 2020, các trường mầm non phải ngưng hoạt động 3,5 tháng và năm 2021 tính từ tháng 5 đến tháng 9 là 5 tháng. Đơn thư cũng dẫn ra hàng loạt cơ sở giáo dục mầm non đã phải giải thể và ngừng hoạt động. Hàng chục ngàn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bị ảnh hưởng về lương và bảo hiểm vì dịch bệnh. Trong thư kiến nghị, các cơ sở giáo dục mầm non mong muốn nhận được các chính sách hỗ trợ như là tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục mầm non tư thục sớm trở lại hoạt động, hỗ trợ các gói vay tín dụng không lãi suất hoặc lãi suất ưu đãi với thời gian tối thiểu 24 tháng để các doanh nghiệp trang trải các chi phí cơ bản, miễn giảm toàn bộ chi phí điện nước, internet phát sinh trong thời gian tạm ngừng hoạt động. Bên cạnh những kiến nghị có liên quan đến việc cho các trường mầm non hoạt động trở lại, các cơ sở cũng kiến nghị hỗ trợ giới thiệu việc làm cho các nhân viên giáo viên trực thuộc doanh nghiệp giáo dục mầm non đang trong thời gian chờ đợi trường học được phép mở cửa trở lại. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến thành phố Hồ Chí Minh cho biết là sẽ sớm tổ chức tiêm phòng vaccine COVID-19 cho khoảng hơn 780.000 trẻ em với độ tuổi là từ 12 đến 17 tuổi đang sinh sống học tập trên địa bàn của thành phố. Có thể thành phố Hồ Chí Minh sẽ là địa phương đầu tiên trên cả nước tiêm vaccine cho trẻ sau hướng dẫn của Bộ Y tế đó ạ. Vâng, tiêm vaccine cho trẻ em có lẽ đây là vấn đề mà đang được cả xã hội quan tâm. Bởi hiện nay thì người lớn chúng ta thì cũng đã được tiêm rồi đúng không ạ? Một số địa phương thì độ bao phủ vaccine cho người lớn từ 18 tuổi trở lên thì cũng đã đạt được cái tỷ lệ khá là cao rồi. Các cháu nhỏ hiện nay lại chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 nên là các bậc phụ huynh thì thường là có tâm lý là sẽ lo lắng, không yên tâm cho con em mình. Vâng, và mới đây thôi thì Bộ Y tế cũng đã chính thức cho phép tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Thông tin này đang rất được nhận sự ủng hộ bởi đây là việc cần thiết và nên triển khai sớm vì hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em rồi thưa quý vị. Thế nhưng mà xung quanh câu chuyện là tiêm vaccine cho trẻ thì còn có rất nhiều những vấn đề mà chúng ta cần phải bàn, nhiều câu hỏi mà nhiều người dân quan tâm, chẳng hạn như là trẻ em thì sẽ được tiêm loại vaccine nào, những quốc gia nào đã tiêm vaccine cho trẻ em bằng loại vaccine này rồi, hay là kết quả hiện tại ra sao, rồi có rất nhiều những ý kiến băn khoăn rằng là các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện nay thì chỉ thử nghiệm ở trên người lớn là chính, thì liệu tiêm cho trẻ em thì mức độ an toàn sẽ đến đâu? Đó cũng là lo lắng băn khoăn của rất là nhiều các bậc phụ huynh đúng không anh Cường? Vâng, đúng là như vậy, và có thể thấy rằng là có rất nhiều câu hỏi xung quanh việc tiêm vaccine cho trẻ em cần được giải đáp, đặc biệt là những bậc phụ huynh đang có con ở độ tuổi là từ 12 đến 17 tuổi. Ở bên cạnh đó thì các em cũng sớm phải quay trở lại trường học và thích nghi với trạng thái bình thường mới như chúng ta. Bộ Y tế cho biết sẽ thực hiện việc tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đạt khoảng 95% trong quý 4 năm 2021. Theo thống kê, số học sinh từ 12 đến 17 tuổi khoảng 8,1 triệu em, số vaccine sử dụng khoảng 16 triệu liều.
lộ trình tiêm sẽ được triển khai theo thứ tự cấp học lớn trước, cấp học nhỏ sẽ tiêm sau, dần mở lại việc học trực tiếp của các cấp học. Trong các loại vaccine được cấp phép tại Việt Nam đến nay có vaccine Pfizer được nhà sản xuất hướng dẫn tiêm cho trẻ. Khi triển khai tiêm cho các trẻ dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc là người giám hộ sẽ ký phiếu đồng ý tiêm chủng nếu đồng ý tiêm. Các gia đình cần được hướng dẫn theo dõi, phản ứng không mong muốn sau tiêm. Đối với lứa tuổi từ 3 đến 11 tuổi, Bộ Y tế đang tiếp cận các nguồn vaccine phù hợp, tham khảo từ quốc tế và các nhà khoa học trong nước trước. Hiện chưa quyết định sử dụng loại vaccine nào. Và để hiểu rõ hơn về câu chuyện về vấn đề này hôm nay, thì chúng tôi đã mời đến trường quay một vị khách mời vô cùng đặc biệt. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, là Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, là Cố vấn Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Cộng đồng Việt Nam. Xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia của chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, có một cái con số mà chúng ta cần phải lưu ý, đó chính là Bộ Y tế của chúng ta thì cũng đã đặt mục tiêu là chúng ta sẽ có khoảng 95% trẻ em trong độ tuổi là từ 12 đến 17 tuổi sẽ được tiêm vaccine trong quý tư của năm nay. Và theo ông thì chúng ta có thể dễ dàng thực hiện được cái mục tiêu này hay không? Và chúng ta nên tiêm phòng cho trẻ như thế nào theo đúng quy định và an toàn ạ? Trước tiên tôi muốn nói rằng là trẻ em cũng là cái đối tượng mà mắc COVID-19. Nếu như dịch nó xảy ra ở cái mức độ ít thì phần lớn những cái người đi lại nhiều là những người lớn thì bị mắc COVID-19 nó nguy cơ cao hơn. Nhưng mà trong thời gian vừa qua ở các cái tỉnh ở phía Nam như là Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An v.v. và trong thời gian tới chúng ta thực hiện sống chung bình thường mới với COVID-19 và muốn nói rằng là chúng ta thực hiện nói không với Zero COVID thì trẻ em cũng sẽ có những cái yếu tố lây và cái nguy cơ cao vì nó sẽ lây theo những cái yếu tố gia đình. Và cái việc tiêm chủng cho trẻ em cũng là cần thiết. Thế còn nói về mục tiêu thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể thực hiện được. Cái thứ nhất là chúng ta đã có cái kinh nghiệm tiêm chủng ở trẻ em trong cái tiêm chủng mở rộng. Chúng ta đã có cái để thực hiện cái chiến dịch tiêm chủng sởi và rubella năm 2014-15 cho những trẻ mà đến 15 tuổi. Thế và đặc biệt vừa qua chúng ta cũng có kinh nghiệm tổ chức cái việc tiêm chủng phòng COVID-19 cho toàn dân ở lứa tuổi trên 18 tuổi. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói rằng là chúng ta sẽ có phải phối hợp tốt giữa nhà trường với gia đình với các cơ quan y tế, bởi vì là trẻ em là những cái đối tượng của trường học. Chúng ta những có thể là theo cái hình thức tiêm ở tại trường học, tiêm ở các đối tượng theo các điểm lưu động, và nếu như là những cái trường hợp nào mà không đi học thì chúng ta cũng có thể tiêm ở tại đó, ghép với tại cái trường học đó, nhưng hoặc là tiêm ở tại các cái xã phường vân vân. Thế và đặt như vậy thì chúng ta phải có một cái lên kế hoạch trước, và cái kế hoạch này chúng tôi nghĩ rằng nó dễ hơn, rất dễ hơn nhiều so với việc tiêm cho những người lớn. Bởi vì các đối tượng của trẻ em là đối tượng cố định. Cái thứ hai, nhà trường nắm rất rõ cái quân số của trẻ em. Và từ đó chúng ta đặt ra một cái kế hoạch, một cái lộ trình tiêm cho các cái đối tượng như thế nào, cho các trường học ra làm sao, thì chúng ta có thể là nhanh chóng tiêm được cho các cái đối tượng từ 12 đến 17 tuổi. Nhưng mà tuy vậy, chúng ta vẫn phải đặc biệt chú ý tới vấn đề là chúng ta phải có đủ cái vaccine, bởi vì hiện nay là cái vaccine nhập khẩu. Thưa ông, là việc mà chúng ta tiếp cận để tiêm vaccine cho trẻ em chúng ta đã làm được đến đâu rồi, và rất nhiều người sẽ đưa ra một câu hỏi rằng là bây giờ chúng ta sẽ tiêm loại vaccine nào cho độ tuổi từ 12 đến 17 ạ? Cái thứ nhất là các bạn biết rằng là Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt về cái việc mà tiêm vaccine cho trẻ em, để cho trẻ em khi đi học thì nó giảm cái nguy cơ lây bệnh hoặc là giảm cái nguy cơ mắc bệnh nặng.
Cái thứ hai thì Bộ Y tế cũng đã có cái kế hoạch để nhập, và tôi được biết là nhập 20 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ em. Tất nhiên là cái vaccine này là cái vaccine phải đảm bảo cái việc an toàn và đảm bảo cái hiệu quả, hiệu lực của cái loại vaccine. Và nó được là cũng là cái vaccine mà tôi đã biết là được khuyến cáo bởi cái nhà sản xuất là tiêm cho cái đối tượng này. Thế rồi các cái nhiều nước đã tiêm. Và chúng tôi cũng muốn nói lại rằng là không phải những cái vaccine nào mà chúng ta nhập về Việt Nam chúng ta cũng đều tiêm được cho trẻ em ở cái độ tuổi đó. Chỉ cái vaccine nào đã được thử nghiệm lâm sàng, đã được các nhà sản xuất đánh giá là hiệu quả và an toàn, và được các cái tổ chức dược phẩm có uy tín người ta khuyến cáo thì chúng ta tiêm. Thế và chúng tôi cũng được biết rằng là sẽ là cái vaccine Pfizer sẽ tiêm cho trẻ em. Vâng. Vậy thì mặc dù là chúng ta đã có những cái tiến hành đánh giá lâm sàng ở trên người lớn rồi, thế nhưng mà ở trẻ em thì chúng ta chưa có những cái đánh giá cụ thể. Vậy thì không biết là Bộ Y tế sẽ dựa vào những cái cơ sở nào để lựa chọn Pfizer là cái vaccine để tiêm cho trẻ em trong thời gian tới ạ? Không phải rằng là Bộ Y tế không đánh giá, mà đây là chúng ta đang nói đến vấn đề là vaccine nhập. Thì bất kỳ một cái vaccine nào tiêm cho đối tượng nào cũng đều phải được thử nghiệm lâm sàng. Ví dụ như tiêm cho trước kia là do tình hình khẩn cấp, và người ta thấy rằng cái việc tiêm cho những cái người lớn tuổi, người ta hay đi lại, tiêm cho người già, người bệnh nền là cần phải ưu tiên người ta thử nghiệm lâm sàng cho cái đối tượng đó trước. Nên chúng ta biết là thời gian trước chỉ có tiêm cho người lớn, thế sau đó người ta lại thử nghiệm cho những cái đối tượng là phụ nữ có thai, và người ta mở rộng tiêm cho phụ nữ có thai. Thế và gần đây nhất là người ta thử nghiệm tiêm cho cái đối tượng trẻ em, là cái đối tượng mà 12 đến 17 tuổi chẳng hạn. Và tôi muốn nói rằng là trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Trẻ em nó có phát triển, trẻ em nó cần phải đánh giá một cách kỹ lưỡng, và những cái vaccine đó cũng được đánh giá kỹ lưỡng. Và cũng tôi cũng biết rằng là cái vaccine đó sau này người ta lại còn phải thử nghiệm tiếp cho cái đối tượng dưới 12 tuổi để tiêm cho những cái đối tượng nhỏ tuổi hơn nữa. Thế nên ấy, là chúng ta cũng thấy rằng là những cái vaccine đó là những cái vaccine mà đã được thử nghiệm trước rồi. Thế còn chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái vaccine Pfizer là cái vaccine cũng đã được tiêm nhiều ở trên quốc gia trên thế giới cho những cái đối tượng mà từ 12 đến 17 tuổi. Nên đấy là một cái mà cũng rất được đáng lưu ý để cho các bà mẹ rồi các gia đình yên tâm cho con em mình đi tiêm. Thế còn tôi muốn nói tiếp là nếu như mai kia vaccine của Việt Nam sản xuất ấy, mà chúng ta muốn tiêm cho trẻ em, chúng ta cũng phải làm thử nghiệm ở những cái đối tượng đó thì chúng ta mới được tiêm. Chúng ta biết rằng là trẻ em dưới 18 tuổi thì có rất là nhiều những cái độ tuổi, những cái lứa tuổi khác nhau. Vậy thì cái tính sinh miễn dịch ở vaccine thì có phù hợp với cả tất cả trẻ em hay không? Và có phải là tất cả trẻ em đều bắt buộc phải tiêm vaccine hay không ạ thưa ông? Trước tiên ấy, thì tôi muốn nói rằng là muốn nói lại là COVID-19 nó lây cả người lớn trẻ em, nó không loại trừ. Nhất là những cái trẻ em mà lại cũng như người lớn thôi có bệnh nền, thế hoặc những trẻ em mà đang có những cái bệnh mãn tính, và người ta thúc người ta thử nghiệm, người ta cũng thử nghiệm theo các cái nhóm tuổi, chứ không phải là người ta thử nghiệm ở nhóm tuổi lớn mà người ta lại áp dụng cho cả trẻ em. Và một cái đánh giá nó rất khoa học là mỗi nhóm tuổi cỡ mẫu phải bao nhiêu, thế rồi vấn đề là độ an toàn với trẻ em ở cái độ tuổi nhỏ như nào, bởi vì các bạn biết là trẻ em càng nhỏ tuổi thì nó lại càng đang cơ thể đang phát triển, nó lại càng đang hình thành những cái vấn đề về thể chất cũng như cái tinh thần, thì người ta lại càng phải làm kỹ lưỡng. Nên là khi mà có những cái đánh giá thử nghiệm lâm sàng trên các độ tuổi khác nhau, người ta mới đưa ra các cái độ tuổi để tiêm. Thế nên vaccine Pfizer hiện nay nó mới là từ 12 đến 17 tuổi nó đánh giá, còn ở dưới tuổi đó nó chưa. Nhưng mà cũng có những cái vaccine ví dụ như ở Trung Quốc hoặc là Cuba, người ta có thể tiêm được
cho trẻ từ 2 đến tuổi trở lên, 3 tuổi trở lên. Dạ vâng ạ. Sau khi mà đạt được những cái kết quả đáng khích lệ trong việc tiêm cho nhóm người trưởng thành, thì hiện nay thì chúng tôi được biết là nhiều quốc gia cũng bắt đầu tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Đây được xem là một bước đi đúng hướng giúp các quốc gia vừa bảo vệ thành quả chống dịch, vừa có thể mở cửa trường học an toàn thích ứng với trạng thái bình thường mới. Vâng, tuy nhiên thì chính sách tiêm phòng cho trẻ em tại mỗi nước lại rất khác nhau vì trẻ em là đối tượng có hệ miễn dịch yếu và nguy cơ xảy ra nhiều biến chứng hơn đối với sức khỏe. Bên cạnh đấy thì việc mà lựa chọn vaccine thích hợp để tiêm cho trẻ em thì cũng cần phải được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Cuba đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 2 tuổi vào tháng 10. Chính phủ Cuba sử dụng vaccine nội địa và cho biết chúng an toàn với trẻ nhỏ. Chile, Trung Quốc, El Salvador và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cũng đã phê duyệt vaccine cho trẻ nhỏ. Tại Mỹ, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi có thể đủ điều kiện tiêm vaccine vào mùa thu này sau khi được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA chấp thuận. Giám đốc điều hành của Pfizer cho biết công ty có kế hoạch gửi dữ liệu về vaccine từ các nghiên cứu liên quan đến nhóm 5 đến 11 tuổi vào cuối tháng 10. Vào cuối tháng 5 vừa qua, Cơ quan Dược phẩm châu Âu EMA cũng đã phê duyệt việc sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Pháp, Đan Mạch, Đức, Ireland, Italia, Tây Ban Nha và Ba Lan nằm trong số các quốc gia EU đã triển khai chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Trong đó, Anh thận trọng hơn nhiều nước châu Âu khác trong việc tiêm chủng cho trẻ em. Theo lời khuyên từ giới chức y tế, trẻ em ở Anh từ 12 đến 15 tuổi sẽ có thể được tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, nước này hiện tại không có kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Việc tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi được thực hiện với hy vọng làm giảm sự lây lan của virus trong trường học. Tuy nhiên, tôi lưu ý rằng tiêm chủng không phải là một viên đạn bạc và các biện pháp giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh vẫn cần được duy trì. Trong khi hơn 42% dân số toàn cầu đã tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19, thì chỉ 1,9% người dân ở các nước thu nhập thấp đã được tiêm ít nhất một mũi. Việc tiêm chủng cho trẻ em là một giấc mơ xa vời. Tới nay, chưa tới 1% trong số 11,4 triệu dân của Haiti, trong đó gần 1/3 là dưới 14 tuổi, đã được tiêm chủng. Ở Cộng hòa Dân chủ Congo, chỉ hơn 120.000 liều vaccine đã được sử dụng, tương đương chưa tới 0,1% dân số trong số 90 triệu dân của đất nước được tiêm chủng. Bên cạnh đó, sự hoài nghi về vaccine tại một số nước vẫn ở mức cao và điều này được cho là sẽ tác động nghiêm trọng đến việc triển khai tiêm chủng cho trẻ em. Một số loại vaccine COVID-19 với công nghệ khác nhau đang được sử dụng để tiêm phòng cho trẻ em ở nhiều quốc gia, trong khi đa số các nước châu Âu, Mỹ sử dụng vaccine Pfizer sản xuất theo công nghệ mRNA để tiêm cho trẻ em. Một số nước ở các khu vực khác lại sử dụng vaccine bất hoạt. Nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá vaccine Pfizer phù hợp cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Trẻ em từ 12 đến 15 tuổi có nguy cơ cao bị mắc COVID-19 có thể được chỉ định vaccine này như các nhóm đối tượng ưu tiên khác trong tiêm chủng. Các loại vaccine được tiêm cho trẻ em đều phải trải qua quá trình thử nghiệm lâm sàng để đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả, cũng như cân đối về liều lượng sử dụng thích hợp. Khi việc tiêm phòng cho trẻ em được triển khai, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục giám sát mức độ an toàn thông qua hệ thống báo cáo và các chương trình y tế. Tại Đông Nam Á, hơn 98% trẻ em từ 6 đến 12 tuổi ở Campuchia đã được tiêm ngừa vaccine COVID-19. Chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em đang được triển khai thuận lợi vì nhận được sự ủng hộ của phần lớn các bậc phụ huynh. Còn tại Philippines, chiến dịch tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em đã chính thức được khởi động vào ngày 15 tháng 9 với nhóm đối tượng từ 12 đến 17 tuổi. Hai loại vaccine được sử dụng là Pfizer và Moderna. Thậm chí Thái Lan còn đang cân nhắc tiêm chủng cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên bằng vaccine của Pfizer và Moderna. Trong khi đó, ở châu Âu, việc tiêm chủng cho trẻ em được khởi động khi Liên minh châu Âu EU từ tháng 5 đã phê duyệt sử dụng vaccine Pfizer cho đối tượng từ 12 tuổi. Các quốc gia châu Âu yêu cầu sự cho phép của phụ huynh trước khi tiêm cho trẻ em. Pháp, Hà Lan, Đức, Italia đang mở rộng tiêm chủng cho nhóm từ 12 đến 17 tuổi. Còn tại Anh, nước này chỉ ưu tiên tiêm cho nhóm trẻ em từ 12 đến 15 tuổi,
có hệ miễn dịch yếu hoặc bị các chứng bại não, tự kỷ, động kinh. Vâng, nỗ lực của thế giới trong việc mở rộng quy mô tiêm phòng vaccine COVID-19 thông qua việc hạ độ tuổi tiêm chủng càng được mở rộng, khi vào ngày 18 tháng 10 vừa qua, hãng dược Pfizer đã chính thức đề nghị Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA và Cơ quan Y tế Canada phê duyệt sử dụng vaccine phòng COVID-19 của hãng này trong trường hợp khẩn cấp đối với trẻ em độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi. Vâng, thưa tiến sĩ Trần Đắc Phu, chúng ta thấy là hiện nay, tới thời điểm này thì cũng đã có khoảng 30 quốc gia tiến hành tiêm vaccine cho trẻ em rồi. Thì ông đánh giá như thế nào về cái hiệu quả khi mà các quốc gia này triển khai tiêm vaccine cho trẻ em ạ? Chúng tôi nghĩ rằng là đến thời điểm này, thì mặc dù cái vaccine phòng COVID-19 là cấp phép trong những cái điều kiện khẩn cấp, nhưng là đã có cái thời gian để mà tiến hành thử nghiệm lâm sàng và đưa ra cái chỉ định tiêm chủng cho trẻ em. Có những cái vaccine là từ 12 đến 17 tuổi và có những vaccine ở những tuổi thấp hơn. Nhưng mà phải nói rằng là rất nhiều nước đã triển khai tiêm chủng. Và nếu như không tiêm chủng thì người ta thấy rằng là các cái đối tượng này sẽ mắc. Và khi mà đối tượng này đã mắc thì cái việc mà gọi là trở về cái việc mà bình thường mới không thực hiện được. Cái vấn đề mà nới lỏng giãn cách không thực hiện được, bởi vì các bạn biết rằng là cái việc tiêm chủng của người lớn rồi, nhưng người lớn vẫn có thể bị lây bệnh, chỉ có cái là người ta nhiễm nó nhẹ hơn hoặc là nó không có triệu chứng, nhưng người ta vẫn lây cho trẻ em. Mà nếu mà trẻ em mà lại không được tiêm thì sẽ lại bùng dịch ở trẻ em và trẻ em lại phải nhập viện, phải tử vong chẳng hạn. Thế nên là cái việc tiêm cho trẻ em là đang được các nước trên thế giới quan tâm, kể cả những cái nước mà đã tiêm chủng đạt tỷ lệ cao ở cho cái đối tượng người lớn từ 18 tuổi trở lên. Vâng, tôi nghĩ rằng là cái việc mà địa điểm tiêm chủng cho trẻ trong đợt này thì cũng rất nhiều người quan tâm. Vậy thì theo ông thì địa điểm tiêm chủng như thế nào thì sẽ là tốt nhất? Ví dụ như là chúng ta có thể tiêm ở trường học hoặc là những cái điểm cộng đồng, như là các điểm tiêm lưu động giống như là đối với các địa phương đang tiêm cho người lớn thì như thế nào theo ý kiến của ông? Tiên tôi muốn nói là trẻ em hiện nay thì có hai cái nhóm. Nhất là nhóm đi học, thứ hai là nhóm không đi học. Thế còn nếu mà phân về cái việc mà đối tượng thì là có nhóm là có hộ khẩu trên địa bàn và có những cái nhóm gọi là nhóm nhập cư. Mà nhập cư thì nó cũng không đi học chẳng hạn. Nhưng nguyên tắc tiêm là chúng ta phải tiêm hết cái đối tượng ở trên địa bàn. Thế thì ở đây là chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà tiêm theo điểm lưu động ở tại nhà trường ấy là tốt nhất, bởi vì nhà trường thì có tổ chức, người ta nắm được quân số, người ta biết được là bao nhiêu trẻ, thế còn phối hợp với địa phương để mà xem những cái trường hợp nào mà không đi học và với phối hợp với cơ quan y tế để mà tổ chức tiêm được hết các cái đối tượng. Đối tượng phải là đối tượng sinh sống trên địa bàn. Thế và cái việc mà chúng ta tuyên truyền, chúng ta vận động, rồi chúng ta giải thích thì phải phối hợp với cả cái gia đình, bố mẹ cũng như người giám hộ của các cháu. Bởi vì các cháu còn nhỏ, các cháu có thể không ý thức được hết cái việc tiêm chủng, các cháu có thể không phát hiện được những cái bệnh lý, cái phản ứng phụ sau khi tiêm. Hoặc là tôi nói một cách nó rất đơn giản là cái việc trước tiêm phải thực hiện như thế nào, sau tiêm phải thực hiện như thế nào. Đó là cái câu hỏi mà tôi rất là muốn Phó Giáo sư Tiến sĩ ý Trần Đắc Phu chia sẻ thêm. Đó chính là hiện nay tôi thấy là rất nhiều các bậc cha mẹ còn băn khoăn lo lắng là không biết là sau khi tiêm phòng cho trẻ em thì họ cần phải có những cái điều lưu ý gì, bởi vì hầu như hiện nay thì đối với người lớn thì đôi khi là chúng ta có thể là chủ động được, còn đối với trẻ nhỏ thì dường như là khó có thể nào mình chủ động được, đúng không ạ? Trước tiên ý, tôi muốn nói rằng là tiêm cho trẻ em cũng như người lớn, chúng ta phải chuẩn bị cả trước, chúng ta phải theo dõi cả sau. Nhưng mà trẻ em nó khác người lớn là người lớn tự mình theo dõi mình được. Yeah, mình chủ động được. Chủ động được, nhưng trẻ em thì nó không chủ động được. Thì ví dụ như này, trước khi đó thì cho trẻ ăn uống như thế nào, thế rồi
thì giải thích cũng, nếu em nào hiểu thì cũng giải thích cho em là tiêm chủng như thế, cần thiết như thế. Nhưng đặc biệt là sau cái việc tiêm chủng là rất phải lưu ý. Ví dụ như sau tiêm chủng là không được vận động. Trẻ em nó hiếu động, nó vận động đi tập thể dục, nó đi đạp xe. Mà sau vài ngày tiêm nó không nên làm những cái việc rất là quá sức như vậy. Thế rồi cho trẻ ăn uống hơn. Thế rồi nói với các cháu là có sốt, có những cái biểu hiện gì bất thường phải báo với cha mẹ để báo với y tế này. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng tiêm chủng cho trẻ em cũng có những phản ứng không mong muốn như là tiêm chủng của người lớn. Và chúng ta phải để ý cái sự theo dõi và theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Phải phối hợp rất tốt giữa nhà trường, cơ sở y tế và người nhà. Bởi vì cái thời gian các cháu đến trường thì các cháu, ba mẹ không thể theo dõi được mà phải là trách nhiệm của nhà trường. Nhưng thời gian ở nhà thì các cháu cũng không, nhà trường không theo dõi được mà lại là phụ huynh. Nên phải phối hợp rất tốt giữa nhà trường, gia đình và cơ quan y tế. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, hiện nay khi mà COVID-19 mới bùng phát, trẻ em thì được xếp vào nhóm ít tổn thương, hiếm có khả năng diễn biến nặng khi mà mắc phải COVID-19 so với người lớn. Tuy nhiên điều này không còn đúng nữa kể từ khi biến chủng Delta xuất hiện. Bằng chứng là số trẻ em nhập viện và tử vong vì COVID-19 đang gia tăng ở nhiều quốc gia. Thực trạng này khiến cho hàng loạt các quốc gia trên thế giới đã đưa ra quyết định hạ độ tuổi tiêm vaccine ngừa COVID-19, theo đó tập trung vào nhóm đối tượng trẻ em và thanh thiếu niên nhằm bảo vệ thế hệ trẻ cũng như là bảo vệ cả cộng đồng. Vâng, vào tháng 5 vừa qua, Mỹ và Canada là hai nước đầu tiên tiêm chủng cho thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên sau khi số ca mắc COVID-19 mới tăng vọt do biến chủng Delta. Theo tờ Nhật báo The Guardian, thì họ đã nhận định rằng là các chuyên gia y tế Mỹ cho biết rằng là việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em thì không chỉ giúp bảo vệ nhóm đối tượng này mà còn giảm sự lây lan virus sang những người lớn tuổi dễ bị tổn thương. Tuy nhiên thì quy trình tiêm chủng cho nhóm đối tượng này cũng cần phải được giám sát một cách chặt chẽ để đảm bảo an toàn. Một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu đã tham gia chương trình cùng với những chia sẻ hết sức ý nghĩa. Quý vị và các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay với rất nhiều. Song hành cùng Phật giáo Việt Nam cận đại trong giai đoạn hiện nay, sự ra đời và phát triển của các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong những năm qua đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn xã hội, nhất là trong việc là chăm lo an sinh xã hội và xây dựng nhà tình thương, mua xe chuyển viện, xây dựng cầu đường nông thôn, phát huy được truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, cùng các tôn giáo khác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, chấp hành tốt chính sách và pháp luật, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vâng, đặc biệt là trong đại dịch vừa qua, chúng ta thấy là những công việc từ thiện của các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì càng được phát huy mạnh mẽ và từ đó thì lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống này hơn, thưa quý vị. Vâng, đúng như là anh Cường vừa mới chia sẻ, tuổi già cũng là lúc mà chúng ta có thể nghỉ ngơi, an hưởng bên con cháu, đúng không ạ? Thế nhưng mà tấm lòng thiện nguyện của các lão nông là những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì vẫn ngày ngày được thực hiện sứ mệnh nối những bờ vui, xây cầu, làm đường từ thiện ở các xã, thị trấn trong huyện và các tỉnh lân cận. Dù không được trả lương hay bất cứ nơi nào cần xây cầu làm đường là những người tấm lòng thiện nguyện luôn có mặt, đúng không ạ? Vâng, quý vị khán giả biết không là để có tiền làm từ thiện thì các lão nông còn phải đi nhặt ve chai này, đi mót củi, làm đủ nghề ạ, miễn là có tiền để làm từ thiện giúp đời, giúp những người dân. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những cây cầu được xây bởi những lão nông vô cùng đặc biệt này quý vị nha. Xã Thiện Chí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Dưới cái nắng nóng 37 độ C, đội xây cầu từ thiện vẫn cần mẫn mỗi người một việc, gấp rút hoàn thành cây cầu mới nối hai bờ sông cho bà con. Cây cầu cũ nhỏ, xuống cấp gây trở ngại không ít cho bà con. Có bí, hủ qua, có nói chung đồ gãy, có vật chất tiền, nước đá, rồi vận động hùng vô cùng với cái nhà tài trợ là tham gia chồng con rồi để xây dựng chung từ 2 tháng nay. Với địa hình nhiều sông ngòi, kênh rạch chia cắt, vùng Cái Bè trước kia, người dân đi lại bằng cầu gỗ, cầu che tạm bợ. Vào mùa mưa lũ, hành trình đi tìm con chữ của con em trong ấp, trong khóm, vì thế cũng gián đoạn theo con nước. Được thành lập từ năm 2011 đến nay, đội cất cầu đã giúp xây dựng từ 30 đến 40 cây cầu mỗi năm cho bà con thuộc 6 tỉnh miền Tây bằng nguồn xã hội hóa và do các thành viên trong đội tự đóng góp. Mình cũng xin bà con ta đóng góp thêm. Chứ ở trong tổ thì bây giờ mình để chức thân đi làm từ thiện rồi đâu có nguồn vốn đâu mà để phụ vô.
rồi mình cũng nhờ bà con nhà tài trợ người ta ở trên đó, ta đưa gì người ta cho, rồi cái nào mà cần thiết nhiều thì bà con ta giúp đỡ, còn nếu số ít thì trong đậu mình trang trải. Mặc dù đã hơn 70 tuổi, ông Mùm vẫn cùng các thành viên trong đội đi bắc cầu cho người dân. Rảnh lúc nào, ông tranh thủ vớt ve chai, vớt củi đem đi bán, gom tiền mua nhu phẩm cho người nghèo hay đóng góp thêm vào quỹ bắc cầu của đội. Là ngày kiếm lại chừng về 5-7 kg ve chai, rồi 5-3 tấc củi gì đó, rồi cái gom gom cái mình có tiền cái mình đi mua gạo làm từ thiện, hoặc bây giờ như thằng em nãy nó hỏi xin là như bên ấy nó cho sắt đó, bây giờ mình là phụ thêm để mình mua sắt thêm để mình cho nhà người ta. Cây cầu mới sau khi được hoàn thành với kinh phí xây dựng trên 300 triệu đồng, có bể ngang rộng 3m, dài 30m. Với sự nhiệt tình, tâm huyết, cẩn trọng của các lão nông Hòa Hảo, hơn 300 cây cầu được sửa chữa, thay mới trong suốt 9 năm qua, vẫn vững chãi là cầu nối giao thông cho người dân địa phương. Tấm lòng thiện nguyện của những người nông dân ở miền Tây sông nước Tiền Giang đã giúp đỡ cho rất nhiều vùng nông thôn nghèo khó có cây cầu để đi lại, thuận lợi hơn cho việc buôn bán làm ăn kinh tế. Với cách làm thiện nguyện này thì cũng sẽ giúp cho người dân có một cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Và tiếp theo sẽ là tiểu mục blog du lịch với phần trình bày của biên tập viên Việt Cường. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nếu quý vị và các bạn là một người có niềm yêu thích với du lịch Huế thì sẽ không chỉ bị hấp dẫn bởi những công trình kiến trúc cổ kính, những cung điện lăng tẩm nguy nga lộng lẫy mà sẽ còn yêu thích với rất nhiều thắng cảnh thiên nhiên đẹp ngất ngay lòng người. Một trong số đó phải nói đến đó chính là rừng Rú Chá. Và chắc hẳn khi tôi nhắc đến địa điểm này thì nhiều khán giả sẽ thấy rất lạ về nó, đúng không ạ? Theo tiếng địa phương ở Huế thì rú ở đây nghĩa là rừng núi, còn chá là tên một loài cây mọc chiếm đến 90% diện tích ở đây. Nét đẹp quyền bí của rú chá nằm ở sự hiện diện của hàng ngàn cây chá san sát nhau với các bộ rễ lớn. Hơn 90% không gian rừng được bao trùm bởi những cây chá khẳng khiu mọc đan xen nhau, tạo thành một đường vòng cung phía trên, bao trọn lấy con đường xuyên qua rừng rú chá ở Huế. Cũng bởi vậy mà địa danh này từ lâu đã trở thành một điểm tham quan check-in lý tưởng dành cho những ai muốn qua mình vào không gian thiên nhiên quang sơ tại đất cố đô này. Và tính đến nay, rừng ngập mặn nguyên sinh Rú Chá cũng là rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn sót lại trên phá Tam Giang. Không chỉ là nơi để thực hiện nghiên cứu thế giới nguyên sinh cho những đoàn học sinh sinh viên, mà rừng Rú Chá ở Huế còn là nơi hoàn hảo để du khách lựa chọn tham quan du lịch sau những ngày mà chúng ta làm việc vô cùng mệt mỏi căng thẳng với một cái thảm thực vật vô cùng phong phú. Nếu có dịp đến với Huế thì quý vị đừng bỏ qua rừng Rú Chá độc đáo này và đắm mình vào thiên nhiên nơi đây. Chắc hẳn sẽ đem lại cho quý vị và các bạn những trải nghiệm vô cùng khó quên. Tuy nhiên, hãy đảm bảo là chúng ta chấp hành đủ nguyên tắc 5K về sự an toàn cho bản thân và gia đình nha.